Làm bảo hiểm của Prudential năm nay, thực ra thì cho đến hôm nay tôi mới cảm nhận rằng mười mấy năm qua tôi cứ tưởng là tôi thành công, nhưng tôi là người hoàn toàn thất bại trong cái nghĩ của mình. Hai từ đầu cho đến hôm nay được qua cái chia sẻ của thầy cũng như là được học ba ngày thì tôi cảm thấy mình cần thiếu hơn và tôi cảm thấy mình yếu hơn. Và từ câu buổi tò mò để gốc rễ cũng như bạn nào chia sẻ thì hôm nay tôi thấy rằng đứng trước các bạn mình là người bé 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 nhỏ cũng như tuổi lên ba hơn, mặc dù hôm nay tôi 60 tuổi học cũng rất nhiều, chia sẻ cũng được các thầy rồi đi học rồi được làm quản lý thì tôi cũng được chia sẻ rất nhiều về cấp quản lý. Nhưng mà thực ra thì cho đến hôm nay thì tôi vẫn cảm thấy tôi bị hổng quá nhiều luôn và qua thầy rồi. Thì tôi cũng muốn động viên cho bạn nhóm tôi có những bạn phải động viên đi lên học lại và học ngay từ bây giờ để cho mình phát triển một cách thay đổi. Và tôi hôm nay qua đây thì tôi cũng muốn rằng là không phải mình luôn luôn nghĩ mình thành công và đứng trên biển mà tôi không nhìn thấy cái phía dưới. Bởi vì tôi thực ra thì nhiều năm tôi còn làm ấy thì tôi toàn là BC mà tôi giữ đến mười mấy năm là kim cương. Nhưng hôm nay tôi vẫn thấy mình quá yếu. Nếu như so với những ngày mà tôi cứ nghĩ rằng là mình thành công thì hôm nay tôi lại muốn học được thêm nữa, muốn đi theo thầy để được học thật nhiều để thay đổi cái đội ban nhóm của mình để cho được phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Và tôi hứa rằng sẽ cố gắng làm sao tình đại lý vào thì tôi cũng rất muốn được qua lớp của thầy để thầy có những cái truyền tải để vội từng bước một tôi sẽ bước đến con đường tôi thay đổi cái bản thân cũng như là thay đổi làm sao để các thế hệ sau và có cái nhìn đúng đắn. Rõ ràng là bản thân mình cứ luôn luôn nghĩ mình thành công các anh chị, nhưng đúng không phải thành công nếu như mình không học hỏi. Và cái học hỏi mỗi ngày thì đã cho tôi được cái kiến thức quá lớn. Mà ba ngày học hôm nay thì tôi cũng có cái kho tàng ấy mà tôi cứ nghĩ rằng là bản thân tôi trước đây mấy hôm vừa rồi tôi vẫn bảo với mấy chị em hỏi chứ các bạn đi học khi tôi lớn tuổi tôi học làm gì, nhưng không phải đâu anh chị, học nữa học mãi vẫn cảm thấy mình thiếu. Và hôm nay tôi cảm thấy trước mặt các anh chị tôi cũng rất vui là được gặp thầy và tôi xin cảm ơn thầy rất nhiều. Lớp mình các bạn cùng học với tôi và cũng cùng cứ ríu rít như một trẻ lên ba mà tôi cảm thấy mình trẻ ra các anh chị ạ. Thì ngày hôm nay tôi cũng cảm thấy là bài học của thầy hôm nay tôi cũng là những cái quyển sách của thầy tôi làm sao tôi ngấu nghiễn để làm sao tôi được học cứ liên tục mỗi ngày tôi phát triển lên một chút mỗi ngày một chút để tôi thay đổi và để cho ban nhóm của mình có cái cách nhìn tôi khác hơn trước nữa. Đấy là nằm mơ ước của tôi và tôi cũng muốn làm sao ban nhóm của tôi lại vẫn phát triển như những ngày cũ nhưng thay đổi. Phải thay đổi, cho nên là cái cách thay đổi làm cho tôi phát triển thì tôi mong rằng ở đây các anh chị mới vào cũng như là các anh chị đã trưởng trải như thôi, đừng nghĩ rằng mình thành công. Cho nên là chính vì cái ngay từ đầu áp đặt cái sự thành công đó cho nên cứ nhìn cái gì cũng có bình thường. Có những cái từ rất chi là nhẹ và trong khi mình vẫn thường liên làm. Nhưng mà được sự phân tích của thầy thì tôi mới thấy rằng không phải ai cũng làm được. Vì thầy phân tích từ cái lòng tin thì cái lòng tin mọi người cũng cảm đi làm mọi người cũng cảm bản cứ nghĩ là đồng tiền là cao nhưng mà rồi nghĩ cả cái kiểm soát bản thân chưa chắc đã hết cho nên là đến 60 tuổi vẫn học nữa học mãi và vẫn còn học tiếp và tôi vẫn luôn luôn để cho các bạn thấy rằng là tôi vẫn muốn phát triển nữa mặc dù tuổi có cao nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy trẻ lên ba mà chính thầy vừa nói hôm đầu tiên vào lớp ạ. Tôi rất cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả lớp đã cùng tôi học mấy hôm qua mà tôi vẫn cảm thấy mình vẫn còn như là vẫn muốn học nữa, chưa muốn thôi ạ.